kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký mang tựa đề Tháng 3 buồn thiêu, tháng 4 gãy súng. Tác giả: Mũ xanh tiểu cần. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 4 năm 1975 về đến Vũng Tàu, sư đoàn thì có được chiến chúng tôi đóng quân ở một căn cứ quân sự của quân đội đồng minh để lại sau khi họ rút về nước ngay tại bãi sau thị xã vũng tàu căn cứ này của quân đội đồng minh mà tôi không quan tâm là của hoa kỳ hay của úc đối với tôi nơi đến rồi đi chẳng có gì là quan trọng cả có quá nhiều nơi trốn mà suốt hơn 7 năm làm lính mũ xanh từ Bến Hải đến tận mũi Cà Mau tôi đều đặt chân đến. Tôi còn nhớ một câu thơ Tháng Giêng xuôi con đa Huế mà thật ra tôi quên hẳn cái bài thơ 12 tháng anh đi của Đại Quý Bình Phòng Tâm Lý Chiến chỉ nhớ được câu Tháng Giêng xuôi con đa Huế Sư đoàn Thủy quân lục chiến trong tình trạng tái bổ sung quân số, quân dụng sau cuộc lôi binh từ quân đoàn 1 về đây. Lạng Sơn Tư lệnh, tức là Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân lục chiến, kiêm nhiệm thêm chức quân trấn trưởng thị xã Vũng Tàu, nên ông rất bận rộn chấn chỉnh trật tự an ninh toàn thị xã, vì dân số tăng gấp 4 hay 5 lần dân số của thị xã. Dân từ miền Trung, chạy vào lánh nạn Cộng sản Bắc Việt. Dân ở thành phố Sài Gòn, gồm nhà giàu có, họ hàng của các ông to, mặt trợn, hèn nhát có. Ra đây chờ cơ hội để di tản. Khi tư lệnh bận biểu một, thì chúng tôi, tiểu đội làm việc cận kề bên tư lệnh, phải tất bật gấp đôi. Đại Dương là đại úy Nguyễn Quang Đan, khóa 21 võ bị tránh văn phòng tư lệnh là người bận bịu làm việc không có thời gian nghỉ ngơi đôi giày trận chỉ được cởi ra vào lúc quá nửa đêm để an vị trên chiếc võng ni lông ngày và đêm cá nhân tôi phải theo bước chân của tư lệnh dù có muốn thăm lại cái thành phố mà 6 năm về trước tôi được đơn vị gửi ra đây học khóa chuyên môn về ngành truyền tin thì cũng chẳng thực hiện được đến nỗi chuyện gửi một lá thư về nhà báo tin cho mẹ già rằng con của mẹ vẫn bình an phải nhờ ban văn thư của đơn vị gửi dùm lính mũi xanh là thế đó sống hùng sống mạnh hãy gia nhập lính mũi xanh nghe quý bạn kể cả chuyện vừa nhận được văn thư lên chức thượng sĩ chức thường niên chứ không phải đặc cách vì tư lệnh rất khó khăn chuyện này. Ngày 7 tháng 4 năm 1975, tin tức hành lang trước nhất là tình hình đất nước rất xấu sẽ có biến chuyển không sáng sủa. Thật sự tận cùng trong khối óc nhỏ bé của tôi không thể hình dung được có cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhưng tin truyền miệng thêm mắm thêm muối nên rồi cũng mặn chát trong sự lo toan của tôi cộng thêm trên trời cao có quá nhiều máy bay đủ loại bay ra bay vào từ cửa biển như đi chợ vậy nên chuyện lo lắng không an lành là lẽ tất nhiên thôi tin có giá trị là sư đoàn thiếu lục chiến sẽ rút về cần thơ tự thủ với thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam về Cần Thơ à ôi quê hương niềm vui rộn ràng khởi động trong tôi đã bắt đầu rạo rực mong chờ dù không biết tương lai của đất nước sẽ ra sao vì đó là chuyện của thượng cấp nghe qua rất ư là vô tình nhưng sự thật là thế đó tôi chỉ kể rõ cái thật dù có thể bị cho là vô trách nhiệm Tôi sẽ tận hưởng niềm vui đoàn tụ với mẹ tôi, với gia đình bé nhỏ mà hơn 4 năm. Tôi không hề có ngày nghỉ phép để về gặp mặt. Và dù có phải đền xong nợ nước tại quê nhà, cũng mãn nguyện và bảnh hơn nhiều chiến hữu lắm rồi. Cần Thơ là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Từ khi là một đứa bé chào đời đến lúc thì rớt tu tài, rồi gia nhập vào lính mũ xanh. Cho nên Cần Thơ đối với tôi là thế đó Nhớ đến bến Ninh Kiều Nằm bên dòng sông Hậu Gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hơi mát Của dòng nước ngọt quanh năm Chảy xuôi đến tận Cà Mau ra biển cả Nhớ đến ngôi trường Phan Thanh Giản của con trai Chỉ cách nhau cái dậu mồng tơi hàng rào Là ngôi trường con gái đoàn thị điểm Mà đã có rất nhiều lần Tôi muốn sang chơi thăm nàng không phải tại cái nhậu mông tới nhưng ngại ông già gác nhan tóm cổ là toi mạng ngay nào là vườn ổi vườn trái cây ở cầu cái khế mà tôi đã từng có rất nhiều lần lặn hộp theo con kinh vào vườn để bẻ trộm xoài ổi mận chôm chôm vân vân chợ nổi cái răng phong điền với cách buôn bán rất đặc biệt trên những chiếc ghe hay xuồng mà khách đi mua bắt buộc phải đến bằng xuồng hoặc tàu máy. Ở trước mũi ghe treo lủng lẳng loại trái cây gì thì cửa tiệm bán trái cây đó. Ôi Cần Thơ! Ngày N cộng của tháng 4 năm 1975 Thêm một cái tin rất hấp dẫn cho rằng Đảo Tránh tư lệnh sẽ đem sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn hạ bệ vị tổng thống đương nhiệm Nguyễn Văn Thiệu hầu cứu nguy nước mất nhà tan. Thú thật, tôi rất thích và vui mừng với cái tin này vì hai lần đảo tránh trước kia tôi còn bé nên chỉ nghe kể lại hay đọc qua sách vở của lịch sử. Còn bây giờ thì tôi sẽ là một trong những người lính thủy quân độc chiến trực tiếp hay gián tiếp làm nên lịch sử hai tiểu đoàn từ quân lục chiến sẽ làm lực lượng chính một tiểu đoàn sẽ làm đơn vị trừ bị cho cuộc đảo tránh còn lại tất cả sư đoàn từ quân lục chiến sẽ ở trong tình trạng báo động 24 trên 24 vừa chống đỡ quân cộng sản bắc việt vừa yểm trợ cho ba đơn vị đảo tránh tôi nôn nóng mong đến ngày chê để theo tư lệnh và sư đoàn thì quân lục chiến tiến về Sài Gòn. Ngày 12 tháng 4 năm 1975, nếu trí nhớ tôi không lầm, thì hai lữ đoàn thì quân lục chiến di chuyển về căn cứ Long Thành dưới sự chỉ huy của đại bàng Tăng Tango là đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh phó sư đoàn để tăng phái cho quân đoàn 3 Tư lệnh ở lại Vũng Tàu với một lữ đoàn chỉ có độc chiến. Chuyện tư lệnh ở lại Vũng Tàu lúc đó là việc không bình thường. Đến bây giờ thì hầu như chúng ta đã biết lý do. Như vậy, chuyện đảo tránh bị kẹt, ông bạn đồng minh Hoa Kỳ cản trở, nên đành không thực hiện được. 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, Đại Dương tập hợp anh em chúng tôi lại nói sơ qua tình hình rất bi đát hiện tại và anh có nói nếu cộng sản bắc việt chiếm được miền nam thì tư lệnh nhất quyết không đầu hàng có hai trường hợp xử trí thứ nhất là tự thủ nếu có thể thứ hai là ra khơi vì cửa biển ngay trước mặt chưa biết phải đi đâu tất cả anh em chúng tôi đứng im lặng mỗi người có suy nghĩ riêng trong đầu. Riêng tôi thì vẫn còn ám ảnh chuyện đảo tránh, hay về vùng 49 đấu với tướng Nam đã tiêu tan rồi. Đường về quê hương có hàng dừa xanh xa vời quá. Đại dương tiếp nói, nếu tư lệnh ra đi, tức ra khơi, ai muốn đi theo tư lệnh thì đứng sang một bên, còn những ai chọn ở lại về với gia đình thì tư lệnh sẽ cho trực thăng trở về căn cứ sóng thần trong số đi theo tư lệnh có tôi cho đến bây giờ sau mấy chục năm tôi vẫn chưa có câu trả lời là tại sao đi theo tư lệnh có phải do lòng trung kiên mà bỏ mẹ già đơn chiếc ở quê nhà chăng cuộc họp bỏ túi xong tôi được lệnh mang máy PRC 25 theo trực thăng đưa những anh em chọn ở lại. Trên đường bay về căn cứ sóng thần, nhìn những gương mặt thân thương với nhiều năm tháng chiến đấu bên nhau, lòng dạ tôi cảm thấy nao nao buồn. Trung sĩ Nam phụ trách ẩm thực cho tư lệnh, hạ sĩ Guông, người gốc miền Sóc Trăng, các cận vệ huyền đai đệ tứ đẳng như Trung sĩ Trương, cao 1m90 Trung sĩ Hoài Tây Lai đẹp trai Trung sĩ Mến Cốc người Hoa chợ lớn Hiền như cục đất Lần chia tay mãi đến bây giờ Không một lần gặp lại Sáng ngày 29 tháng 4 Năm 75 Đại dương Lệnh cho tôi mang máy PRC-25 Theo anh bay đến căn cứ Long Thành Vì anh sẽ có cuộc gặp mặt với đại Tăng Tango trực tăng bay dọc theo quốc lộ để tránh súng phòng không của Cộng sản Bắc Việt. Nhìn xuống con đường nhựa trải dài tiếp nối một đoàn người lẫn xe cộ nối đuôi nhau trực chỉ hướng vũng tàu giống y như một cuộc diễn hành đón mừng lễ hội. Rõ ràng là thiên hạ tranh nhau rời bỏ quê hương đất nước rồi. Chỉ có chúng tôi, những người lính bình thường rất bình thường là dựng dưng không nôn nao không tính toán hay lo sợ mà cả một đời binh nghiệp vỏn vẹn là nhận lệnh và thi hành lệnh để rồi kết cục của cuộc chiến chúng tôi là những người thua thiệt đau đớn tủi nhục mất mát nhất là các anh em thương phê binh các chị em cô nhi quả phụ còn ở lại quê nhà trực thăng đáp xong đại dương có xe đón đến TOC trung tâm hành quân còn tôi lợi dụng cơ hội này chạy sang vùng đóng quân của tiểu đoàn truyền tin để thăm bạn bè cùng đơn vị gốc chuyện bà táng chuyện thời sự rồi cũng phải ngưng vì đã đến giờ chúng tôi phải bay ra vũng tàu sau khi đại dương xong buổi họp chấp nhoáng với đại bàn tăng trên đường bay trở về tôi nhìn sang đại dương thấy gương mặt của anh vẻ đăm chiêu suy nghĩ thường thì khi bắt gặp nhìn nhau trên chuyến bay vui hay buồn khó khăn hay bình thường anh đều cho tôi một nụ cười cười nhẹ cười lấy lệ hay cười để gọi là cười nhưng chuyến này đã ba lần anh bắt gặp tôi lén nhìn anh mà vẫn với gương mặt lạnh lùng đang suy nghĩ điều gì đó. Chắc là phải có vấn đề rồi. Tôi thầm nghĩ trong bụng như vậy. Trong hoàn cảnh này, tất cả tin tức đều quan trọng và hấp dẫn đối với tôi. Tôi đã làm nhiệm vụ của một âm thoại viên hơn 7 năm dài chuyên nghiệp, kỳ cương nghiệp vụ, luôn luôn giữ đúng từ khi bước chân khỏi cổng trường truyền tin mà nhất là âm thoại viên cho vị trí huy cao cấp bắt buộc phải là Thứ nhất, tôi không nghe Thứ hai, tôi không thấy Thứ ba, tôi không nói Còn bây giờ, giữa cảnh tranh sáng tranh tối này Tôi rất muốn biết để có thể lo lấy thân nếu phải Nghĩ như vậy, cho nên khi trực thăng đáp xuống bản doanh của tư lệnh Trên đường vào phòng tư lệnh Tôi đã kéo anh sang một bên và hỏi Xin Đại Dương cho em biết tình hình thế nào Hay có gì xảy ra Nên trong anh khác thường vậy Chú hứa dự kiến thì anh nói Em xin hứa Đại Dương nhìn tôi rồi nói Anh chuyển lời đề nghị đến Đại Bằng Tăng Cô là Nếu Cộng sản Bắc Việt vào chiếm miền Nam Xin Đại Bằng cùng gia đình ra Vũng Tàu di tản với tư lệnh. Tôi tò mò, rồi rồi ông trả lời thế nào? Đại Dương nhìn vào khoảng trời xanh. Không, tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ về quê vợ ở Long xuyên. Sau đó, Đại Dương đi vào trình lên tư lệnh. Còn tôi thẫn thờ đến nơi đóng quân của mình mà đầu óc không ngừng nghĩ đến câu trả lời của đại bàng tăng go tôi sẽ trở về quê vợ ở Long Xuyên. Vâng, Đại Bằng Tango đã trở về mái nhà xưa sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm trọn miền Nam và kèm theo hơn 13 năm tù đầy vô cùng khổ cực trong lao tù Cộng sản. Kính thưa Tư lệnh Phó, là một quân nhân mũ xanh nói chung, một âm thoại viên nói riêng, tôi đã được cái duyên, và may mắn làm việc cận kề với các vị chỉ huy cao cấp trong đơn vị. Đại bàng Khánh Ly, tức Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. Trong thành nội Huế, đại bàng Sông Hương, thiếu tá sắc, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, hành quân vùng Trương Thiện, đại bàng Long Mỹ, tức đại tá Nguyễn Thế Lương, chiến đoàn phó, chiến đoàn B, hành quân vùng Mỹ Tho, đại bang Sài Gòn, tức đại tá Tôn Thất Soạn, chiến đoàn trưởng, chiến đoàn B, hành quân năm căn, U Minh Thượng, đại bang Tango, tức đại tá Hoàng Tích Thông, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 147, hành quân Lam Sơn 719, sau cùng là đại bang Lạng Sơn, thiếu tướng bùi thế lân tư lệnh sư đoàn thủy quân lực chiến đối với tư lệnh phó tôi chỉ có duyên mang máy theo ông vỏn vẹn chỉ hơn 2 giờ trong một lần tư lệnh phó thay tư lệnh đi thăm lữ đoàn 258 trong trận tái chiếm quảng trị nhưng đối với tôi hình ảnh một tư lệnh phó sư đoàn ngày lẫn đêm ngồi trước phóng đồ hành quân trong trung tâm hành quân TOC không mệt mỏi sáng sớm bước vào TOC gặp ngài trưa vào TOC cũng gặp ngài chiều vào trung tâm hành quân chắc chắn gặp ngài tối vào trung tâm hành quân thì ngài vẫn ngồi đó trên tay điếu thuốc kem màu không nói không nhìn không cười chỉ nhìn thẳng vào cái bản đồ hành quân to tướng trước mặt Đại bàng ơi, sao ông không đi nghỉ cho khỏe cái thân vậy? Những hình ảnh đó, mãi mãi trong ký ức của tôi, mỗi khi nghĩ đến người anh hai của sư đoàn thì quân độc chiến. Thẩm quyền Cần Thơ, Thiếu tá Tô Văn Cấp đã viết, có những vị bỏ nước ra đi, không phải họ hèn nhát, có những vị ở lại, không chắc là họ anh hầu. Họ không đi vì họ không có phương tiện mà đi. Đằng này, đối với tư lệnh phó thì hoàn toàn khác hẳn. Sau 35 năm dài, có quá nhiều thay đổi. 35 năm cũng đủ để chúng tôi. Tiểu cần xin được viết ra đây những gì tôi biết. Chứng kiến mà ít ai hân hạnh biết được cho nên câu hỏi cứ đè nặng trong tôi là tại sao không nói khi còn cơ hội nói được hầu mong rằng cái gì của lịch sử thì nên trả lại với lịch sử còn câu trả lời không của đại bàng vào một ngày sắp tàn của cuộc chiến tôi xin được trân trọng giữ gìn và mãi mãi gọi là lời từ chối của một vị chỉ huy cao cấp mũ xanh tiểu cần